Xin chào mọi người đã quay lại với channel của mình. Hiện tại thì mình đang đi safari ở Phú Quốc. Thì đây là một phần ở trong chuyến du lịch Phú Quốc của mình. Đây là một cái khu bảo tồn và bảo vệ động vật mà nó gọi là tầm cỡ quốc tế đó mọi người. Thì hãy cùng mình đi khám phá xem là ở trong safari Phú Quốc nó có những cái gì đặc biệt nha. Thì đây chính là con hồng hạc. Còn ở trong đây là con gì ta? Con này là con tinh tinh. Trên mà anh sầu đời ngồi trống kìa. Nhìn đời với hai tôi ngồi sầu với anh không này như chị á với anh đâu. Con meerkat đúng rồi nè, con này con trồng đất, con cày bên kia. Bé ơi quay mặt con cười cái nè người. Cái chùa này không có con gì trống trơn á. Không ngờ là ngoài đời nó bự vậy luôn, con cầy mực á. Mà chắc là nhiều người biết ha. Chắc nó là con đùi ươi rồi. Con này có một cái truyền thuyết là ai mà vô rừng mà gặp cái con này mà nó nắm tay là nó không bao giờ buông, nó cười hoài luôn mọi người, thấy ghê lắm. Mà cái này chỉ là đồn thôi, nhưng mà thật ra là mình đã có nhìn thấy nó nắm tay khách du lịch rồi mọi người. Nó nắm tay là nó nắm hoài luôn, nắm rất chặt đó mọi người, kiểu như là nó không có muốn buông, kiểu nó muốn người ta ở lại chơi đó. Còn cái bé bên đây là một cái bé bự nha, con này là con lạc đà một bú nè, mà cái bú của nó bự kinh khủng. Thường là cái bướu đó không phải là nó trữ nước mà nó trữ mỡ đúng nha mọi người. Mà cái con này nhìn là thấy kiểu nó rất là no ăn đó. Rồi thôi rồi đi rồi. Nó bự quá mọi người, thường mấy cái con mình thấy trên TV nó ốm nhơ mà con này chắc ăn nhiều lắm nè. Con này mới dữ nè. Con này là con hổ nha. Mình không biết nó là hổ gì mà mình thấy hình như nó là hổ châu Á đó. Lộn, hổ Bengal chắc có vậy vậy. Để lại kiếm cái bản. Để mình đoán thôi có đúng không? Đúng rồi nè, hổ Bengal nha mọi người. Đỉnh quá. Riêng em hổ này thì có một cái nhà kính để mình nhìn nó luôn nha mọi người. Rất là thực tế. Mà nhìn nó full HD luôn nha mọi người ơi. Bự quá ha. Con này mới là con hổ Bengal thôi. Nhưng mà hổ Siberia thì nó còn bự dữ nữa. Con luôn, không có thấy rõ. Mình không biết con là con đực con cái nữa. Thường thì con đực á, cái đầu của nó sẽ rất là bự và nó có cái bờm. Cái bờm nó dài ra ngoài á. Thật là xinh đẹp. Nó là chuồng chim nha mọi người. Cái chuồng này đi là sư tử trắng. Mà nó ghi là cực kỳ nguy hiểm, đừng leo vào. Để mình kiếm coi nó nằm ở đâu nha. Theo mình thấy là nó không có màu trắng rồi đó mọi người. Nó nằm ở dưới đây nè. Nó nằm ở trong chỗ này nè. Ở dưới ba cái cây á. Bả đó. Nắng quá bả xuống này bả trốn. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái tour mà nó sẽ đi vào trực tiếp ở trong cái lồng thú luôn. Thật là phấn khích quá đi. Chúng ta dừng bên đài trái xe. Các bạn có một lọc màu vàng cùng với những tấm chắn trên cơ thể thì chỉ là các bạn hôn sao. Các bạn có một lọc màu đen phía trên, màu trắng ở phía dưới và cảnh sừng rất là đẹp. Đây chính là linh dương niên Ấn Độ. Các bạn linh dương đen Ấn Độ này là các bạn từng quý khách nha. Các bạn cái sẽ có một lọc màu vàng cùng với đó là không có sở hữu trên tàu. Đây là loài sống theo bầy đàn từ khoảng 5 cho đến 50 cơ thể và các bạn này chạy rất là nhanh và tốc lên đến 80 km/h. Tiếp tục xin mời chúng ta nhìn bên tay trái, nhìn sâu vào bên trong. Có thể thấy rất là nhiều cơ thể có thể hình to lớn một lọc màu sống đen. Đây chính là Nai Samba. Nai Samba là loài nai lớn nhất trong khu vực bán hoang dã này. Khi trưởng thành bạn có thể đạt trọng lượng lên đến 350 kg. Đất ơi, có lẽ gì á. Dạ rồi, xin mời chúng ta nhìn bên tay phải. Chúng ta có thể thấy một bạn Nai Samba mới được sinh ra mà có thể được nhận. Cùng với tấm thời các bạn hôm sau con. Mà ta nói riêng ta. Bạn phải cho con lại đi.
tại khu vực thì những loài động vật sẽ sinh sản một cách tự nhiên, và chỉ khi những trường hợp nào khó sinh sản, các anh nhân viên y tế chúng ta sẽ hỗ trợ cho các bạn. Xin mời chúng ta nhìn lại bên trái, các bạn mua lông màu vàng cùng với màu trắng ở phía dưới bụng, đây chính là linh dương đen Ấn Độ. Tuy nhiên đây là những cá thể cái và con non. Cái và con non sẽ không có bị cầm sừng giống như là con đực. Lá đu đủ hả? Gì vậy? Ai lá gì bông vậy? Cái con hô được á, nó được á. Cái đuôi của nó mà sao giống cái mặt của hơn. Một bác ở phía đầu xe, anh hỏi là tại sao những cái thân cây này lại được bao bọc bởi lưới bởi 40. Thì do là công công kìa. Những loài động vật hôm nay thì sẽ mài cặp sừng của mình vào những cái thân cây. Nếu mà không gào lại thì những thân cây này sẽ bị chết đi. Và thưa quý khách, trên thế giới chúng ta có 60 loại hôm nay, và sau mỗi năm các bạn sẽ thay đổi cặp sừng của mình một lần, tức là rụng đi và một lại cặp sừng mới. Để gian cầu một lại cặp sừng mới thì tôi gọi là nhung. Và chỉ có biết sao giờ vậy, vậy biết tượng quá che tầm nhờ. Rồi. Đâu gì đâu, em đứng chị không thấy mà. Rồi, đặc biệt coi nhà của những loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong để khám phá coi nhà của những loài động vật ăn thịt nguy hiểm hơn. Và coi nhà đầu tiên đó chính là coi nhà của các bạn chú tể sơn lộc. Vô đại ca đại ca. Chúng ta cũng đã thấy thì trước khi tiến vào bên trong, chúng ta phải thông qua một cánh cửa hai lớp. Cánh cửa này hoạt động theo cơ chế là một đóng và một mở, tức là một cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì cánh cửa còn lại mới được mở ra. Và hai bên xe là hai hàng rào cao 6m, cùng với đó là dòng xe được chịu được gắn trên hàng rào này. Và cánh cửa này không hề tự động đâu quý khách nhé. Phía trên cao bên tay trái có một bạn nhân viên, anh này cũng là điều khiển cánh cửa và anh cũng là một chuyên viên chăm sóc các loài động vật trong khu vực. Cũng nuôi đó. Cái này nuôi mập kia. Và bên trong quý khách vừa lòng không đập tay vào cửa đỉnh của xe bus. Cái cửa là cái cửa ngoài sau đóng lại rồi thì cái cửa ngoài trước này nó mới mở ra. Rồi chúng ta có thể thấy một hoàng hổ di chuyển cạnh xe chúng ta. Tiếp tục nhìn sâu vào bên trong có thêm một bạn hổ nữa đang nằm nghỉ ngơi đó mọi người. Đó, hổ đang đứng dậy đó. Nhìn sâu vào bên trong nữa cũng có thêm một bạn nữa. Là ba bạn ở khu vực cánh cạnh hàng rào. Trong khu vực này thì có 8 bạn hổ đang sinh sống với khách nhau, và nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm thấy được nhiều hơn vì các bạn có thể phân bố khắp mọi nơi. Dạ. Đây là hổ Bengal. Hổ Bengal là loài hổ lớn thứ hai trong tổng số 6 phần loài hổ có mặt trên thế giới ạ. Hổ Bengal ở Ấn Độ phải không? Dạ đúng rồi. Oh my God. Giống như tên gọi của mình thì hổ Bengal xuất xứ từ Ấn Độ. Và trong ngôi nhà này thì mỗi đây cũng ngày nhiều đó. Các bạn hổ chúng ta sẽ được cho ăn từ 5 cho đến 10 kg thức ăn. Thức ăn của các bạn này là thịt gà hoặc là thịt bò. Các anh nhân viên của chúng ta sẽ đi vào đây bằng những chiếc xe chuyên dụng để thả thức ăn cho các bạn. Nhiệm vụ của các bạn này là tìm cách nơi đi tìm, duy trì bản tính sinh tồn trong môi trường tự nhiên. Thấy không Bon? Đó, sát cả nhà đó Bon, đó. Rồi phía trước bên ta bãi xe chúng ta lại được thấy một loài hổ rất là to lớn và di chuyển nha. Nhiều lắm. Đây có một ở bên trong đó cũng có một con hổ hoài thì chúng ta nhìn gần luôn này. Đây là hổ đực quý khách nha, hổ đực khi trưởng thành có thể đạt trọng lượng tối đa lên đến 350 kg. Do là khu vực này, do là các bạn ngồi chúng ta chịu nhiệt các bạn kém cho nên là trong khu vực này thiết kế những cầu bơi những con suối giúp cho các bạn có thể tự do tập và những buổi chiều. Đây
Rồi tạm biệt thôi nha, các bạn hổ bên nha. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực của các bạn có tên gọi là gấu ngựa hay còn gọi là gấu đen cho bà. Bây giờ chúng ta tìm được bao nhiêu bạn hổ rồi mọi người? 7. 7 bạn hổ rồi ạ. 5 mà. 5 cái gì vậy? Sao này đây 7? Sao này đây 7? Sao này đây 7? Gấu gấu. Gấu gấu này ngon châu Á luôn nè. Cho quay cái ngửi trên. Để các bạn gấu chúng ta có bộ lông rất là dài màu đen và phía trước ngực của các bạn này có một cái vệt trắng là lưỡi liềm, cho nên là chúng ta còn có thể gọi tên gọi khác là gấu mật trắng. Gấu mật trắng nha bé ơi, gấu mật trắng nha con. Có loài gấu tên là gấu mật trời. Nó dưới nước trồi lên kìa. Gấu mật trời là các bạn gấu chó. Gấu chó là loài gấu nhỏ nhất trong tập. Dạ rồi, xin mời chúng ta nhìn bên cao trái. Con kia nó đứng chào kìa ông Út. Đứng nó chào kìa. Nó chơi gà nó xinh đẹp đó. Kìa kìa có con này chào kìa. Con này đứng chào đó nè. Con này đứng chào mà. Nhưng mà đây hello với nó rồi. Kìa nó xinh đẹp đó bò. Dạ nó đi bò. Hello cái mỏ nó dừng. Kìa đó. Nhưng mà thì thấy bạn gấu này đẹp. Gấu bao nhiêu đó mà lấy cái mật của chú em. Và dần thành một thói quen luôn. Thực chất đây là loài có thể ăn thịt sống, ăn cá tươi là chuyện rất là bình thường. Và tạm biệt ngôi nhà với các bạn gấu ngựa hay còn gọi là gấu đen châu Á. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực của châu Phi để khám phá ngôi nhà của các bạn có biệt danh là vua của những đồng cỏ savan. Đây chính là các bạn sư tử. Tại khu vực này thì bên em có bán vé để đi xuống xe để tương tác với các bạn sư tử. Để 1 triệu và có vé hoàn chỉnh đó. Vé 1 triệu đó mọi người, có vé hoàn chỉnh đó. Trong khu vực này thì
có hai bầy sư tử đang sinh sống và đi liên kết với nhau bởi dòng xung điện một chiều. Những dòng xung điện một chiều này có hiệu điện thế là 8V, các loại động vật chồng và sẽ bị giật mình và không có tính sát thương cao đối với cơ thể của các bạn. Tức là điện ở nhà mình thì 220V, còn điện ở đây thì 8V thôi. Và hiện tại thì phía trước bên tay trái xe chúng ta đang có sự xuất hiện của các bạn sư tử đang đăng ký sư tử động vật có độ tuổi từ 3 cho đến 4 năm tuổi thôi. Sư tử vậy thầy hả? Ba sao nằm luôn. Nằm chứ ghê vậy. Các bạn ngủ đi, các bạn này sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để ngủ và nghỉ ngơi trong khoảng 20 tiếng đồng hồ. 4 tiếng còn lại các bạn dành thời gian cho việc sống và tiêu cực các bạn. Ở ngoài tự nhiên thì những con sư tử đực khi mà được khoảng 3 tuổi thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi đàn, và những con sư tử cùng đàn này nó có cùng dòng máu với nhau nên nó có thể lập một liên minh và đi chiếm một cái đàn khác. Khi mà nó chiếm một cái đàn khác thì nó sẽ bảo vệ cái đàn đó, thì nó sẽ đuổi những con sư tử đực của cái đàn đó ra, và nó hơi khắc nghiệt nhưng mà nó sẽ giết hết tất cả những cái con của cái đàn sư tử mới, những cái con mà không có cái dòng máu của nó. Và khi giao phối thì tụi nó cũng sẽ chỉ có một con giao phối với con cái, những con cái thôi, tại vì tụi nó đều cùng dòng máu mà, tụi nó đâu cần phải tranh giành cái quyền giao phối đâu, đúng không? Tụi nó sẽ có một con nhất định để giao phối thôi. Và ở ngoài tự nhiên thì có thể một liên minh của những con sư tử đực nó có thể lên tới 4 con á. Bởi vì khi mà nó chiếm một cái đàn mà chỉ có một sư tử đực bảo vệ thôi thì nó sẽ rất là thiệt thòi cho cái con sư tử đực của cái đàn mới đó đó mọi người. Nếu mà cái đàn của cái liên minh này đang chiếm chỉ có một con sư tử đực bảo vệ thôi thì nó sẽ rất là thiệt thòi. Và sư tử đực có thể chiến đấu đến chết để bảo vệ lãnh thổ của mình. Thế giới động vật thật là tàn bạo. Bên đây là chuồng. Sư tử cái có độ tuổi từ 7 cho đến 8 năm tuổi. Ngủ chi khô mà. Và trong môi trường tự nhiên thì sư tử sẽ sống lâu khoảng 12 cho đến 15 năm, mà trong cái bảo tồn như thế này các bạn sẽ sống lâu hơn khoảng 20 cho đến 25 năm. Quý khách có biết tại sao không? Dạ, kính thưa quý khách, vào năm 2019 tại khu bảo tồn này đã chào đón cá thể tê giác đầu tiên được sinh ra tại Việt Nam sau hơn 10 năm trở lại đây. Và hiện tại thì đã có 10 bạn tê giác được sinh ra và lớn lên trong khu bảo tồn này rồi. Cá thể tê giác gần đây nhất được sinh ra có tên gọi là Messi. Đây là cá thể thứ 10 được sinh ra. Có gôn đô không anh? Messi sinh từ vào ngày 7 tháng 8, tức là hơn 2 tuổi. Có gôn đô không? Biết tại sao là tên là Messi mà đây là cá thể thứ 10? Messi thì mang nó số 10, đây là cầu thủ rất là nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Ronaldo có gọi. Nếu 10 chứ 11 có đây mà. Thì Ronaldo số 7 hả? Có đây mà 10 hả? Và xin mời chúng ta nhìn bên tay trái xe. Tại đây chúng ta sẽ thấy hai bạn tên giác con, đây là cá thể thứ 8 và thứ 9 được sinh ra. Thứ 8 và thứ 9 đây ạ. Bạn thứ 8 thì có tên gọi là Cà Tháo, còn bạn thứ 9 có tên gọi là Bé Dần. Bạn đang đứng lại thôi, đó là bạn Bé Dần đó mọi người. Bé Dần sinh ra vào tháng 1 năm nay. Bé. Là sinh vào gần ngay thời điểm Tết Nguyên Đán đó mọi người. Tết Nhâm Dần cho nên là đặt tên là Bé Dần luôn. Mời xin mời chúng ta nhìn bên tay phải ạ. Nó dương ngay lệnh phải không? Các bạn có bộ lông màu xám đen, thân hình to lớn và cực sự rất là sôi chắc. Đây chính là các bạn linh dương Đông Phi. Linh dương Đông Phi là loài linh dương lớn nhất trên thế giới, khi trưởng thành là khoảng 650kg. Như con bò vậy. Nhìn phía trước xe đi quý khách nha. Có hai bạn tê giác đang di chuyển giữa đường và hiện tại xe phía trước không di chuyển được và phải lùi lại. Linh dương này đẹp quá à. Trời đất ơi, coi kìa. Thật là xinh đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Màu mấy cái xe nó màu kìa. Đông Phi, cái đồ có khi nào té mới rửa cái xe không anh? Vô khung tao sống rồi. Vô rồi nha, vô đồ luôn. Đại ca, đại ca. Đại ca.
mọi người hết quay cái đít của người Nhật lắm á. Cái đít nó bự lắm luôn. Tê giác mà Vinpearl Safari Phú Quốc đang bảo tồn là tê giác trắng châu Phi hay sự. Khi trưởng thành thì bạn này có thể đạt trọng lượng tối đa lên đến 3.500 kg. Nãy đi hàng đôi giờ biết đi hàng đơn rồi đó, đúng rồi. Lịch sử rồi đó. Rồi. Phải không? Cái đít đồ về đó quá. Chu kỳ mang thai của tê giác trắng có thể kéo dài từ 16 đến 18 tháng. Bé bảy còn chờ xíu. Hai mẹ con hả? Quá trời đứt rồi. Đây có vùng này thì cũng bảo tồn đã thiết kế một môi trường sống rất là rộng lớn, hoang sơ và khô cằn giống như khu vực của châu Phi, giúp cho các loài động vật có thể thích nghi và phát triển một cách tốt nhất trong ngôi nhà này. Trong cái vùng này thì có 34 bạn tê giác đang sinh sống, 24 bạn tê giác trưởng thành và 10 bạn tê giác đang phát triển ạ. Và mỗi ngày mỗi bạn tê giác như vậy sẽ tiêu thụ tổng khoảng 100 kg thức ăn. Mỗi ngày. Ôi, nó vàng đẹp quá kìa. Xin mời chúng ta nhìn bên tay phải xem. Tại đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cơ thể tê giác đang xuất hiện, cũng như là bên tay trái đều có nha mọi người. Xin mời chúng ta nhìn bên tay phải ạ. Chúng ta có thể thấy bé bảy đang di chuyển cùng mẹ của mình. Tê giác con con. Đây bạn tê giác con con ở phía sau lưng. Đây thấy bạn tê giác nhỏ nhất ở trong số đó không ạ? Đúng rồi. Đó là bé bảy đấy. Bật ôi nhiều dữ. Ôi cũng được. Thì có tầm hình to lớn nhưng mà cặp mắt cô tê giác rất là nhỏ. Cặp mắt cô vào đây di chuyển tầm khoảng nhìn xa tầm khoảng 10 mét tả hai thôi. Cặp mắt này sẽ di chuyển những sự đánh hơi mình đối tiểu như là mùi phân đã được đánh dấu từ trước đó trong môi trường sống này. Và tạm biệt ngôi nhà của loài động vật vô cùng to lớn đó chính là các bạn tê giác. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực của các bạn có biệt danh là siêu mẫu chân dài ở trên cao. Cô cổ đây chính là các bạn cùng cầu cổ ạ. Hiện tại mỗi khu vực như thế này, khu bảo tồn sẽ cải thiện và phát triển và môi trường sống gần giống với môi trường tự nhiên, giúp cho các loài động vật có thể thích nghi và sinh sản trong cách tốt nhất. Mời xin mời chúng ta nhìn bên tay phải xem. Các bạn linh dương có một lông màu nâu hoàng nhẹ và sống đến trên cơ thể, đây chính là linh dương Niala. Niala được khi trưởng thành sẽ thay đổi màu lông của mình từ màu nâu hoàng nhẹ sang màu xanh đen. Bên tay trái các bạn có một lông màu xám đen và vòng tròn trắng ở phía sau cùng, đây chính là linh dương nước. Giống như tên gọi của mình thì linh dương nước có màu lông không thấm nước. Và tại đây chúng ta sẽ bắt gặp được rất là nhiều hình ảnh khu châu cổ đang đứng hàng lá cây tại khu vực này. This is my favorite. Magnificent. Mỗi ngày thì khu cao cổ sẽ tiêu thụ tầm khoảng 25 cho đến 30 kg thức ăn quý khách nhé. Thức ăn của các bạn này chủ yếu là lá cây thôi, kèm theo đó là các loại rau củ quả. Chúng ta để ý cách di chuyển của các bạn khu cao cổ giúp em. Khi đi sẽ đi bằng hai chân hai bên cùng một lúc, và khi chạy sẽ chạy hai chân trước và hai chân sau cùng một lúc, tức là sẽ làm hai cách di chuyển khác nhau hoàn toàn luôn. Well done, guys. When it happens, it's. Con này là con thích nhất luôn. Mấy con kia thì đi chéo chéo, mà con này là đi đều cùng một bên. Con cao cổ ngủ đứng và sinh sản cũng đứng, quý khách nhà. Con cao cổ con khi mới sinh ra là bị cú sốc đầu đời, đó chính là rơi từ trên cao xuống. Có thể nói là hươu cao cổ chỉ nằm hai lần trong đời, khi sinh ra và khi mất đi mà thôi. Các bạn chỉ ngồi để nghỉ ngơi, và chỉ khi các bạn này cảm thấy an toàn thì đó cho bản thân các bạn sẽ ngồi nghỉ ngơi. Và do là cái việc mà quỵ xuống để uống nước hay là ăn thức ăn ở dưới mặt đất rất là khó khăn, cho nên là hươu cao cổ cũng rất là ít khi uống nước ạ. Khi trưởng thành thì hươu cao cổ có trái tim vô cùng to lớn. Trái tim của hươu cao cổ có thể nặng đến 10 kg và dài nửa mét, để bơm một cái lượng máu lên não cho các bạn hươu cao cổ. Mọi cái đít bự nè, trời ơi. Và tại đây thì chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh các bạn có hoa hoa đẹp nhất tại vườn bán hoa nhỏ này, đó chính là các bạn hươu cao cổ. Các bạn càng đẹp.
Đồ vân đây, cái vần này là đồ vân đồng cổ các khách nha. Đồ vân đồng cỏ thì có năng hình tương đối nhỏ thôi. Một bạn tinh dương xịt cao đang đứng hàng cỏ lẻ loi một mình. Tinh dương xịt cao có thể chạy lên đến 90 km/h. Con này là con mồi rất là... Hai bạn đồ vân này đang yêu nhau này mọi người nhé. Kìa, mưỡi lít kìa, chúng ta có thể thấy rõ ràng. Nó gung luôn rồi kìa, thấy. Nó gung luôn kìa. Ngựa vằn là loài sinh sản nhiều nhất trong khu vực bản hoang dã này, cho nên của các bạn rất là nhiều dân cá thể nha. Nữa kìa, nữa kìa. Đây này nó chi cặp luôn, nó khúc rỉ chi cặp sống rồi. Chỗ này này phát cơm, phát cơm ngựa. Xin mời chúng ta nhìn bên tay phải xem. Chúng ta thấy một bạn ngựa vằn đang đứng im, đứng bất động và tư thế ngủ đứng luôn các bạn. Wow. Ngựa vằn có hai tư thế ngủ là ngủ đứng và ngủ nằm. Tuy nhiên các bạn này sẽ dành phần lớn thời gian cho việc ngủ đứng hơn là ngủ nằm. Hiện tại này sao chúng ta đang di chuyển xuống dốc, lưu ý là nhờ vững vị trí giúp em, xin cảm ơn các bạn. Cô dốc này có tên gọi là dốc ngựa vằn vì nơi đây thường tập trung rất là nhiều bạn ngựa vằn sinh sống, cũng như là hình dạng cô dốc này khá là dốc được cô ngựa. Ngo đi. Là dốc nha mọi người. Hiện tại đi xe chúng ta đang đi trong những cung đường gỗ tách trong diện tới Phú Quốc với diện tích là 315 km², chiếm 70% diện tích của thành phố Phú Quốc, với hơn 1.200 loài thực vật hoang dã đang sinh sống và phát triển trong khu rừng này. Bò chứ. Bò tót hả? Không phải bò tót. Rồi, xin mời chúng ta nhìn bên tay phải xe. Đây chính là gia đình của các bạn bò sừng dài châu Phi. Và đâu đó chúng ta sẽ thấy một bạn có cặp sừng con này là con gia súc mà. Một bạn có cặp sừng con súng mà khác với những bạn còn lại. Anh sao ạ? Ở bên tay trái là những bạn đầu đàn, những bạn trưởng thành rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vua thì đúng rồi. Độc, vua thì bự lắm luôn. Nhìn nó bự quá. Bự lắm luôn. Nhìn ngầu thiệt luôn. Cơ bắp quá. Khu bảo tồn động vật biên bình Safari Phú Quốc có tổng diện tích là 380 hectare, với hơn 190 loài động vật, cùng với đó là gần 4.000 cá thể động vật đang sinh sống và phát triển trong khu rừng này. Thông qua những chuyến xe tham quan như thế này, khu bảo tồn vẫn lan tỏa tình yêu thương động vật đến với những du khách. Chúng ta cùng nhau chúng ta bảo vệ các loài động vật quý hiếm trên thế giới. Không có chỗ cho ăn nữa kìa. Phía trước bên tay phải đây chính là nhà hàng khu cao cổ. Tại đây chúng ta có thể tương tác với các bạn khu cao cổ. Mỗi phần thức ăn cho cổ 7 món. Gì vậy? Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyến tham quan đặc khu vực bán hoang dã này. Xin thay mặt khu bảo tồn động vật biên bình Safari Phú Quốc được gửi lời cảm ơn đến quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Kính chúc quý khách có một chuyến tham quan thật là nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm cùng với người thân và gia đình. Đến đây cho phép em được cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tham quan tiếp theo. Cảm ơn quý khách rất là nhiều. Trước khi xuống xe chúng ta vui lòng kiểm tra lại từng trang mạng để chúc em nhé. Ôi, bự lắm luôn. Ồ, nó trên kia kìa. Trong đây vẫn là chuồng chim nha mọi người. Có để cái cây cho nó lại ăn nữa cho mọi người.
Không thấy gì trơn hả? Sư tử cái con có bồm là sư tử đực mình ở chỗ sư phải không đi. Đi. Con này là cái con bò gì Ấn Độ mà bự kinh khủng. Vậy mà con hổ nó săn được nha mọi người. Linh Dương trắng hả? Là nhân sừng kiếm nè. Còn con này như là theo mình nhớ là cái con gì ta? Nè, cái con rắn trắng là con Linh Dương sừng mát. Còn cái con sọc sọc hồi nãy như là cái con cu đu, con Linh Dương cu đu. Con này là Linh Dương sừng kiếm nè. Không phải hả con này luôn. Linh Dương Bongo. Thì con nó sống ở đâu? Nè, con quốc ở châu Phi luôn nè. Tới voi rồi. Lần vô châu Á nè. Hay lấp ló lấp ló lấp ló. À, hai con voi cái luôn. Nhớ nhớ hai mẹ con. Sao cái lông đu của nó mất tiêu rồi. Nó nhổ mấy cỏ dưới nang luôn hay gì? Nhổ cỏ kìa, nhổ cỏ kìa. Nhổ cỏ, đó. Cái này có nhầm cho nhổ cỏ đã ha. Phải không ta? Nhổ cỏ đó chứ, nhổ cỏ. Thằng làm ánh sáng. Giờ mà đứng mày kiếm nữa thì tới mai luôn. Trăng đất bự. Hy vọng sau video này các bạn yêu động vật hơn và nâng cao được tinh thần bảo vệ động vật của mọi người hơn. Thì nếu các bạn thấy hay thì mọi người hãy cho mình một like, share, comment. Lớn là voi á. Lớn voi. Mà lại.
Và đặc biệt là nhấn nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ channel của mình. Và nhấn chuông thông báo để là người xem sớm nhất nha. Còn giờ thì bye bye.